Hello bà con, em Trần Đô Tô xin gửi lời chào thông thương đến toàn thể tất cả cô chú chị nha. Em vừa về em một mẫu dây GL sản xuất năm 2000, năm 97-9765, 4 số 1 triệu từ đầu. Một mẫu xe biểu tượng của Toyota anh chị nha. Máy 1.8 bét full, đồng sơn phong dáng đẹp, trước sân rin còn, nhìn cùi cổ cổ anh chị, trước sân rin. Đó, cùi cổ cổ trước sân rin anh chị nha. Sơn rin còn phụ 65% luôn. Tem nè, tem nguyên bản của con dây, tem rin nguyên bản của nhà xuất, không có gì thay thế luôn. Đó, bộ tem nè, 52F9765 nè anh chị, phong dáng của em dây. Máy 1.8 máy xăng nha cô chú anh chị, bản GL luôn. Đồng sơn phong dáng ok. Mẫu xe quy bắp đã qua sử dụng. Đây anh chị, phong dáng nè. Con này nguyên bản của nó là mâm sắt nha. Mâm sắt được ốp chụp mâm, bốn vỏ tương đối là khá mới, là 80% nè. Đây là phần gầm nè. Gầm bề ở trong không có một mọt đâu. Mẫu xe này thì quá thân quen với cô chú anh chị rồi. Con này nguyên bản của nó nỉ non nguyên bản nha, tapi cửa nè. Toàn bộ là nỉ hết toàn diện trên chiếc xe. Trần nè. Trần 6 lỗ thông lạnh. GL xịn anh chị nha. Tapi nè. Chung con này còn tương đối đẹp, thì nói chung đẹp thì chả phải đẹp. Tương đối xe có sao báo rồi. Chuẩn nha. Nội thất rồi. Ghế sạch sẽ. Đèn còi đầy đủ. Tích hợp GL là có gương chỉnh điện. Tắp lô tắp bi sạch sẽ, không có dấu hiệu đục khoan đục khoai chém đục đâu. Ghế này nguyên bản có nhà xuất luôn. 7 chỗ. 7 chỗ nha cô chú anh chị. Để anh chị xem nè. Cổ số nguyên rin trợ lực lái có nè. Trợ lực lái cực kỳ là đầm luôn. Đời 2000, chất xe đẹp. Chất xe ok. Về che nắng che mưa cho cô chú anh chị. Phong dáng của em dây rồi. Bốn vỏ nè, bốn vỏ mới nha. Gầm nè. Phần gầm bên trong là không có dấu hiệu mục mọt. Đó. Đăng kiểm tháng 2 năm 2021. Ghế này nguyên bản nè. Đây anh chị nè. Bà con cô bác nào đam mê mẫu dây GL này alo cho em. Nắp cabo nguyên bản không có dấu hiệu đâm va. Trên nắp cabo vẫn còn chiếc sân rim nha cô chú anh chị nha. Biểu tượng của Toyota nè. Đó, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau. Không có dấu hiệu đâm va móc méo chiếc xe, chiếc sân rim nè. Một máy nè. Máy này có 1.8 rồi. Cái này bạch đèn của lúc lạnh hơi kêu nè. Kêu caro, anh chị nghe không? Anh chị có nghe thấy em nó nói gì không? Caro trong dây cơ loa nhá. Đó, nghe caro không? Đây nè. Bạch đèn đây nè. Cái này để cho anh đi thay nhá. Thay cái bạch đèn là em ru. Dầu trợ lực nguyên bản cho xe. Nước giải nhiệt đầy đủ nhá. Hai bên không có dấu hiệu đồng vai cứng đụng đâu. Con này sử dụng ở cục Lenco nhé. Con này 4 máy. Đây là ổ ga FI nè. Chẳng anh sẽ test phần máy cho cô chú anh chị cùng trải nghiệm nhé. Đó, cục máy đó anh chị. Con này được cái cục máy ngon nha. Cục máy cực kỳ là ngon luôn. Hai bên nè. Hai bên thanh dằn trước nguyên bản của nhà sản xuất nè. Không có dấu hiệu đâm vai cứng đục trên chiếc xe đâu. Một mẫu xe tiền mà, xe của bắp mà. Lấy về chạy cho nắng che mưa 7 chỗ. Chở gia đình đi chơi rất là ok. Máy Toyota cực kỳ là lành. Boe nè, cảm biến gió nguyên bản nè. Đây là hồng gió chờ nè. Đầy đủ tính năng trên con xe rồi. Bà con cô bác nào quan tâm về mẫu xe dây GL đời 2000 này, alo cho em. Được cái chiếc sân rin còn. Nhìn cùi cùi bẩn bẩn thì thôi, chiếc sân rin vẫn còn nha. Đây là chiếc sân rin nè anh chị.
Đây là chất sơn rin nha. Chất sơn rin nè, nó hơi bị phai đi một tí xíu thôi, vì đây là chất sơn rin hết toàn bộ nè. Đó, anh chị đời đời 2000 là tem tem của nó nguyên bản luôn, của tem dây luôn. Năm 2F9765 một chủ luôn anh chị ạ. Hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng tia lực đầy đủ tính năng rồi. Ghế phía sau là 7 chỗ nè. Bên em còn nhiều mẫu xe. Tết sắp đến rồi, còn đâu đó tuần nữa là Tết đến rồi. Cô chú anh chị lấy về chở gia đình đi chơi rất là ok nha. Chứ anh chị cứ chạy thời gian chán đi, bán lại cho Trần Anh bao quay đầu. Lỗ cỡ 15-20 triệu quay lại đây, cho anh mua hết cho. Đầy đủ tính năng chưa? Anh chị trải nghiệm luôn phần gầm cùng với Trần Anh nha. Đây là phần gầm xe. Cục máy nè, cục máy cực kỳ là khô ráo chị không? Cục máy rất là khô ráo nhá. Cầm bè áo cũng một màu đâu, áo phần cầm đây nè. Đam mê mẫu này alo cho Trần Anh ô tô nhé. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin hẹn anh chị ở channel tiếp theo.